Nếu bạn nào là fan của các bạn gốc Brownie, Thỏ Coney và Charlie của bộ sưu tập Life Friends thì đây sẽ là video dành cho các bạn. Hôm nay hãy cùng mình tham quan cửa hàng Life Friends Cafe and Store tại Seoul nhé. Đảm bảo đây sẽ là địa điểm sống ảo thật tuyệt vời cho các cô nàng trẻ trung và hay mơ mộng đó nha. Hello mọi người, bây giờ thì mình đang tới cái cửa hàng cafe and shop của Life Friends ở tại Seoul. Và khung của mình tới đó chính là cái shop ở Itaewon. Hiện nay thì mình đang ở Itaewon và mình đã thấy xa xa là cái tòa nhà màu hồng của Life Friends rồi. Từ xa xa mình đã thấy tòa nhà thiệt to màu hồng vô cùng dễ thương của Life Friends Store rồi. Đây là cửa hàng Life Friends nằm ở khu Itaewon, một khu tấp nập tập trung khá nhiều người ngoại quốc tại Seoul. Phía trước cửa hàng có hình hai con Brownie và Connie trông rất đáng yêu luôn nè. Hiện nay do gần Giáng sinh rồi nên cửa hàng cũng được trang trí cây thông và màu sắc Noel rất nhiều, mọi người có thấy không? Nếu các bạn là một tín đồ của các bạn gấu, thỏ, vịt xinh xắn này thì cửa hàng này là dành cho bạn. Khi vào cửa hàng, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy và mua được những vật dụng mô phỏng các nhân vật xinh xắn này như là gối, gấu bông, túi xách, dụng cụ học tập, v.v. Tất cả đều đáng yêu và cute hết sức luôn. Chúng mình phát hiện ở đây còn có một chiếc máy trò chơi và bạn mình đã chơi thử. Chỉ cần chọn đúng hình con vật rơi xuống là được. Nhìn vậy mà chơi không dễ tí nào đâu nha. Bên cạnh đó, trong cửa hàng có trang trí khá nhiều góc sống ảo và thiết kế vô cùng dễ thương và đẹp mắt, tha hồ cho các bạn chụp hình nha. Như là góc này đây, trông như là một nhà gấu Brownie thu nhỏ vậy. Mọi người ơi, ở trong đây đẹp lắm mọi người ơi. Hiện nay ở góc này, ở trên đầu mình có một con Connie rất là dễ thương và cái phòng ở trên rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi nhé. Ở đây có một con Connie mà đang đánh đàn nè. Trong tòa nhà này, tất cả mọi chỗ từ tầng 1 đến tầng 2 đâu đâu cũng sẵn sàng trở thành địa điểm sống ảo lý tưởng. Ở đây mình phát hiện ra có một cái bàn ăn trang trí cực kỳ là dễ thương luôn. Vì ánh sáng trong này màu vàng nên có thể mọi người nhìn không rõ, chứ bên ngoài góc này là từ màu hồng trông rất là đáng yêu. Trên bàn cũng có bày nhiều đồ ăn bằng nhựa, tha hồ làm dụng cụ cho các bức ảnh của các bạn nha. Ngay bây giờ thì chúng mình đã lên trên tầng 3, có nghĩa là ở đây có một cái quán cà phê shop, thì nó là Life Friends Cafe. Chắc là tụi mình sẽ kêu một ít đồ ăn và sẽ ngồi ở đây uống cà phê hoặc là ăn nhé.
Quán cà phê trên tầng 3 này cũng thiết kế rất là đẹp đúng không mọi người? Theo mình thấy thì giá thức uống và đồ ăn nhẹ ở đây không hề cao mà rất là phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên tại đây. Bên cạnh đó, không gian cũng vô cùng đáng yêu như thế này thì tại sao chúng ta lại không đến thử một lần nhỉ? Mọi người biết không, cái quán cà phê này á, thật ra là mình đã biết Black Friend cà phê là cũng khá lâu rồi, nhưng mà vì bận quá đi làm cho nên là vẫn chưa có thời gian đến đây. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên mình tới cái quán cà phê này thì thật sự là nó rất là đẹp, cũng như là ở tầng 1 và tầng 2 là những cái khu chụp hình đối với các nhân vật ở trong live á, thì cực kỳ là dễ thương và đẹp luôn. Nếu như là mọi người có cái cơ hội mặc qua Hàn Quốc đi du lịch một lần thì mọi người hãy tới Life Friend cà phê shop để có thể chụp hình tham quan cũng như là mua những cái đồ của Life Friend về nha, rất là dễ thương luôn á. Mặc dù thì giá nó cũng hơi mắc một tí xíu, nhưng mà nếu mà mình mua một số những cái món mà về làm kỷ niệm mình thấy cũng rất là bổ ích mà. Video này của mình đến đây là sẽ kết thúc rồi. Mình hy vọng là mọi người sẽ yêu thích video này nhé. Và nhớ là hãy bấm like và subscribe cho Kim Thủy in Seoul nha. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.